Thưa quý vị, liên quan đến việc di dời trạm thu phí Tân Đệ thuộc dự án BOT đầu tư xây dựng quốc lộ 10, đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ, mới đây Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư thuộc dự án này phải hoàn thành việc tháo dỡ cổng trạm thu phí kiosk bán vé đảo Phân Làng trước ngày 22 tháng 1 2019, đồng thời hoàn thành toàn bộ công tác tháo dỡ và hoàn trả mặt đường xong trước ngày 28 tháng 1 2019. Riêng hạng mục nhà điều hành có thể tận dụng để bảo quản vật tư thu hồi cho đến khi di chuyển về vị trí trạm mới trên tuyến tránh Đông Hưng.